Anh Đạt, có bạn Khánh Duy hỏi là có cam đùm niền cho quay Black không anh? Quay Black hả? Rồi, đây. Quay cận cảnh vô cho anh em xem nè. Đó, full bộ dành cho quay Black nha. Full LED đồ là xài chung hết nha anh em. Quay 110 nè, full LED nè, quay Black là xài chung nha anh em. Đây, đùm nè, trước đĩa nè, sau thắng đùm nè, cam chrome, niền Yoko bao xịn luôn nha anh em. Thì niền này là nhôm 7 nha, bao chắc chắn luôn nha anh em. Thì bộ vậy nè, là cam đùm niền luôn, bất cam luôn. Giá chịu 950k, quá là đã luôn anh em ơi. Luôn cái vỏ buộc tay trước luôn nè, cắt sẵn 3 phân về cho anh em, khỏi cần hạ buộc nha. Về là bắt như zin thôi, là hạ sẵn về bao sát luôn á, là bao đẹp luôn. Full combo vậy á, mà giá có 2.6 thôi. Anh em chần chừ gì nữa mà không liên lạc trực tiếp cho mình, đặt hàng nha anh em. Đó, thì full combo vậy là giá 2.6 nha. Anh em là cần đặt hàng á, hay mua hàng thì cứ liên lạc trực tiếp cho em Đạt nha. Ok, bye anh em, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha.